Gặp ma ban ngày. Ôi, sao hôm nay buồn ngủ thế này? Loa loa loa, ngày mai có trảng về làng, yêu cầu mọi người bất kể già trẻ, gái trai, sớm mai ra đầu làng nghênh đón quan trạng. Loa 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 loa, sắp có quan trạng về làng ư? Ai thế nhỉ? Ước gì mình cũng có ngày được vinh quang bái tổ như anh ấy. Tú, con học bài thế nào rồi? Con đang học cha ạ. Nhớ chăm chỉ vào nghe chưa? Dạ, cha yên tâm, sau này con lớn sẽ đỗ đạt vinh hiển để cha mẹ được rạng rỡ vì con. Ừ, được thế cha rất mừng. Mà sáng nay cha có việc ra ngoài, con ở nhà chịu khó đọc sách nghe chưa? Dạ. Xuân qua trăm hoa rụng, xuân tới trăm hoa cười, trước mắt việc đi mãi, trên đầu... Gì nữa nhỉ? Sao câu này khó nhớ vậy trời? À, trên đầu già tới rồi. Trần Tú ơi, đi câu cá với tớ không? Tớ đang học mà. Ôi trời, chỉ đi một tí thôi, về học vẫn kịp, thời gian còn nhiều mà. Mình có ngồi mãi bây giờ thì cũng chả thuộc được bài thơ này đâu. Thôi để chiều về học vậy. Thôi được, chờ tớ với. Kẻ nào đọc trộm nhãn nhà ta thế? Hú hồn, chỉ một chút nữa là bị ông ấy bắt rồi. Trần Tú, dậy học bài đi con. Lát nữa đi cha, trời hôm nay lạnh quá cha à. Cứ ngại khó ngại khổ thế này thì làm sao mà nên người được cơ chứ. Rồi hóng mát thuở ngày trường, hoa lúc đùng đùng tán rợp trường. Lần này chúng ta đi bắt chim, mình biết có một tổ chim rất to ở bìa rừng đằng kia. Vậy đi thôi. Kia rồi. Bà ơi, bà đang làm gì vậy ạ? À? Bà đang trồng ngô cháu à. Cả vạt rừng rộng thế này, bà trồng đến bao giờ mới xong? Ngày nào bà cũng làm, nay một tí, mai một tí, chăm chỉ đều đặn thì cũng xong thôi cháu à. Thế thì lâu lắm, đất thì cứng thế kia, còn bà thì đã già yếu, lại có một mình nữa. Làm thế nào được chứ? Chưa biết sức bà sẽ làm được đến đâu. Nhưng nếu không làm á thì sẽ chẳng bao giờ có gì cả cháu à. Đang ngoài chơi thoải mái thật đấy, thế mà ngày nào cha cũng bắt mình ngồi nhà học bài, chán lắm. Bà ơi, vậy là bà đã gieo xong ngô vào cả vạt rừng rồi à? Chứ còn gì nữa, kiên trì rồi sẽ xong thôi. Làm gì cũng phải để tâm, chăm chỉ thì mới có kết quả được cháu à. Thôi cháu chào bà, cháu về đây. Từ nay cháu sẽ ít gặp bà hơn đấy, vì cháu còn bận học bài. Từ đó cậu bé chăm chỉ học hành, nổi tiếng thông minh tài giỏi khắp vùng. Sự tích khèn bè Mường Vạc. Ngày xa xưa, ở vùng Mường Vạc có chàng trai A Tú ở đợ cho nhà trưởng bản từ tấm bé. Trưởng bản thương yêu A Tú như con, nên gả người con gái yêu quý của mình là A Châu cho A Tú. A Tú và A Châu rất yêu thương nhau và gia đình trưởng bản rất vui vẻ, hạnh phúc. Cũng trong bản có anh chàng A Lý chạc tuổi với A Tú. Nếu A Tú gặp nhiều may mắn và được trưởng bản yêu quý thì A Lý lại không được như vậy, vì chúa đất là người keo kiệt và khó tính. Ôi trời ơi, mệt quá. A Tú ơi, mình nghỉ chân một chút đi. Gắn thêm chút đi chứ, phải vào sâu một chút thì mới còn măng non được. Với lại còn nhanh nhanh mà về nữa, không trời tối xuống bây giờ đấy. À, thôi, tôi chẳng đi nữa đâu.
về mà có bị chúa đất trách phạt thì cũng gắng chịu vậy. Thôi, cậu cầm tạm mấy cây măng này về đi, không lại bị quở trách đó. Mình biết ngay mà, cứ im im kiểu gì, A Tú cũng chia cho mình một ít. Giờ thì vừa có măng mang về, vừa đỡ phải gùi nặng từ trong rừng ra. Thôi, đằng nào cũng bị mắng, tôi cầm tạm làm gì rồi, nhà cậu lại không đủ. Thôi, cứ cầm đi, có còn hơn không? Thế nha, tôi về đây. Giờ cậu ấy về, còn có vợ nấu nướng cho, chỉ việc dùng bữa. Còn mình thì bao giờ cái kiếp ở đợi mới hết đây, mọi xui xẻo đều về mình. Còn cậu ấy thật là may mắn, suốt cả tuần nay mới vào rừng, hôm thì về tay không, hôm thì leo tèo vài thứ thế này à. Đồ lười nhác, tối nay nhịn cơm và ngủ ở ngoài đi. Sao số phận mình lại hẩm hiu đến thế này cơ chứ. Đúng là Tú đã lấy hết may mắn của mình rồi. À, Tú vẫn còn ở đây thì đời mình muốn khá lên cũng không được. Mình không thể chịu đựng cảnh khốn khổ này thêm được nữa rồi. À đúng rồi, cái lần mình đi lạc về bản Lác Đằng Tây có gặp một thầy pháp. Vì thầy pháp đó đã cho mình một loại thuốc diệt cỏ. Loại thuốc này sẽ giúp người không còn phải vất vả cắt cỏ làm mương nữa. Nhưng người phải hết sức cẩn thận, không để dính vào người, vì nó khiến con người ta dị ứng, nổi ban và vô cùng khó chịu. Điều mà thầy pháp đó nói về việc thuốc dính vào người nữa chắc chắn không thể sai được. Mình nhất định không bỏ qua cơ hội này. À Tú ơi, xem kìa, cây sung kia quả đang độ chín hết, thật ngon quá đi. Chân tôi hôm nay nhức quá, không trèo lên hái được. Cậu nên hái rồi hái giúp tôi một ít nha. Được. Không chút nghi ngờ người bạn, A Tú trèo lên cây hái sung mà không biết A Lý đã rắc loại thuốc độc lên đó từ trước. Hái được sung cũng khiến loại thuốc kia bám đầy vào tay, chân của A Tú. Đau quá. Thưa chúa đất, chẳng hay ông có biết là A Tú bên nhà trưởng bản đang bị bệnh hủi lở loét đầy người không ạ? Mà bệnh ấy vô phương cứu chữa, chỉ có chết trong đau đớn thôi. Không, không thể để con bệnh ấy ở trong bản được. Ôi trời ơi, cậu A Tú bị bệnh hủi, không khéo lây ra cả bản thì chỉ có chết hết thôi. Không thể để thế này được, phải cách ly ngay. Mình yên tâm, nhất định sẽ có thuốc chữa khỏi cho mình. Mọi người đến đây có việc gì vậy? Cậu A Tú nhà ông bị bệnh hủi rồi, không thể để cậu ta trong bản như vậy được. Đúng vậy, không thể để cả bản bị lây theo được. Cho cậu ta vào trong rừng đi. Trước sức ép của dân bản, A Tú bị đẩy vào trong rừng sâu một mình giữa lúc bệnh tật. Dù rất thương A Tú, nhưng trưởng bản và A Châu chẳng thể làm được gì. Đau quá. Phải nhanh chân vào với A Tú mới được, nếu không mọi người sẽ phát hiện ra mất. Đúng là cô ta đã lén vào rừng với người chồng bệnh tật của mình, không thể chấp nhận được. Phải giữ cô ấy lại, không thể để cô ấy lén lút gây ảnh hưởng đến người khác được. Đưa cô ấy về, chúng ta phải để mắt giữ cô ấy không được vào trong rừng nữa. Về thôi. Không được, không được. Chồng tôi bệnh tật lại một mình ở chốn rừng sâu heo hút như thế mà còn chưa vừa lòng mọi người hay sao? Tôi đi chăm chồng tôi thì làm sao mà lại cấm cản? Các người thật là độc ác. Buông tôi ra, buông tôi ra đi. Không được, cô vào đó thì thế nào cũng mang cái mầm bệnh về cho mọi người. Đi về mau. Mình không thể chết như thế này được. A Tú dần quen với cuộc sống lủi thủi một mình, nhưng cũng không tránh khỏi cảm giác cô đơn, buồn tủi. Để xóa bớt đi sự đơn độc, A Tú lấy một cây nứa nhỏ, cắt lỗ hình chữ nhật, lấy cật tre dắt vào làm hình lưỡi gà. Chiếc khèn đầu tiên được tạo ra có hình dáng giống cái bè. Thế nhưng khi A Tú đưa khèn lên thổi thì âm thanh vang lên chỉ là những tiếng rít chói tai. Đến một giai điệu tử tế cũng không có được. Đau, đau quá. Không, không thể thế này được. Giữa cô đơn, tĩnh lặng và đau đớn, A Tú cầm cây khèn vừa bị chém vát lên. Trong đầu anh hiện hữu lại những giây phút hạnh phúc sum họp cùng gia đình khi xưa, cả những hình ảnh khi anh bị bệnh và bị đưa vào rừng. Bao đau buồn, tủi hận,
A Tú mang hết tâm sự, suy tư trong lòng ra gửi vào tiếng khèn. Và thật kỳ lạ, thay vì những tiếng rít như lúc chiều, giờ đây tiếng khèn là một bản nhạc lòng da diết. Tiếng khèn đánh thức cỏ cây muôn thú xung quanh và vang xa mãi. Tiếng nhạc nghe bi ai đau lòng quá. Lại nói về A Lý, sau khi bày kế khiến A Tú bị giam trong rừng sâu cùng bệnh tật, thì anh rất hí hửng nghĩ rằng vận may sẽ đến với mình. Thế nhưng, với bản tính lười biếng và cẩu thả, anh vẫn bị chúa đất trách mắng và phạt liên tục. Và hôm đó, khi tiếng khèn A Tú vang tới, giai điệu dây dứt đó đã thực sự thức tỉnh A Lý. Mình đã làm những việc thật tàn nhẫn với A Tú. Hiểu ra rằng nguyên nhân sự bất hạnh của đời mình là chính tại bản thân mình chứ không phải tại ai khác, A Lý đã vội vã vào rừng mang theo thuốc chữa cho A Tú và tạ lỗi với A Tú. Tôi xin lỗi, tất cả là tại tôi hồ đồ, không hiểu chuyện. Giờ tôi sẽ đi thật xa để bắt đầu lại từ đầu. Khi anh về lại bản rồi, xin anh hãy nói mọi người cho tôi gửi lời xin lỗi. Chiếc khèn A Tú mang về được bà con vô cùng yêu thích và trân trọng. Khèn được thổi trong các đêm liên hoan văn nghệ thôn bản. Tiếng khèn được giữ nguyên bản sắc của người Mường Vạc, thiết tha, tình cảm, làm vui nhộn các cuộc vui, góp phần xây nên nếp sống văn hóa tinh thần mà ít nơi nào có được. Ba người con của trời và đất. Ngày xưa, trời và đất chỉ cách nhau có mấy sải tay. Người trên trời và người dưới đất qua lại bằng một cái thang. Ngày nọ, hoàng tử Phôn Sang Ga, con của vua trời, xuống trần gian. Chàng bắt gặp nàng Amala, xinh đẹp chăm chỉ, đang gieo mạ. Họ yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên. Dạ thưa cha, xin cha đồng ý cho con được cưới nàng Amala dưới trần gian làm vợ ạ. À? Con trai vua trời cưới một người trần gian ư? Điều đó không thể chấp nhận được, ta không thể đồng ý. Nếu con còn giữ ý nghĩ đó thì đừng trách ta ngăn cản đến cùng. Thì chúng ta hãy cùng trốn đi, đến một vùng đất xinh đẹp để sinh sống. Xin thần mây và thần rừng hãy che chở cho chúng con. Vua trời nổi giận lôi đình, sai tướng Đại Bàng đi bắt hoàng tử về. Hoàng tử, ngài ở đâu rồi? Mây che thế này ta không thể trông thấy gì dưới hạ giới cả. Nhờ mây trời và cây rừng che chắn, vợ chồng hoàng tử đã trốn được đôi mắt sáng rực của Đại Bàng. Họ tìm đến một miền đất mới làm ăn sinh sống. Đại Bàng cứ mãi miết tìm từ năm này qua năm khác, mà mãi vẫn không thấy tâm tích hoàng tử đâu, cho đến một ngày nọ. Ôi, sao ở nơi hoang vắng thế này lại có khói bếp bay lên chứ? Thì ra hoàng tử ở đây, đã thế còn có ba đứa con lớn rồi. Hoàng tử Phôn Sang Ga, xin hãy trở về trời với thần. Không, không, ta không đi đâu cả. Thả ta ra, thả ta ra. Xin hoàng tử đừng làm khó thần. Lệnh của vua trời đã ban ra, không ai có thể cưỡng lại được. Thả ta ra. Thả cha ta ra, Đại Bàng kia. Thả chồng cha, ta ra. Cha. Vua trời vẫn không quên chuyện xưa mà tha cho gia đình ta. Các con ơi, mẹ con mình lên trời tìm cha nhé. Làm thế nào để lên trời hả mẹ? Đến chỗ có thang lên trời, chúng ta sẽ lên được. Người trần gian thật to gan, ta sẽ không để các người tự do lên trời nữa đâu. Từ giờ, người trời và người trần gian không thể nào cùng sống với nhau được nữa. Vua trời còn sai Đại Bàng vươn đôi cánh khổng lồ hoặc tung các đám mây che giữa trời và đất. Mây tan đi bao nhiêu thì khoảng cách giữa trời và đất càng xa thêm bấy nhiêu. Các con ơi, tan đất rồi, trời đất cũng chia xa quá rồi, chúng ta không có cách nào để lên trời tìm cha được nữa. Vậy con sẽ đắp một ngọn núi thật cao, cao chạm trời luôn, khi đó mẹ con ta sẽ lên đón cha về. Mẹ hãy tin chúng con rất khỏe mạnh mà. Ôi, các con của mẹ, các con khôn lớn thật rồi, cầu xin các thần linh phù hộ cho các con đắp được núi lên trời. Thế là ba anh em, mỗi người một việc, bắt tay vào đắp ngọn núi cao chọc trời. Anh cả khỏe mạnh nhất, tự mình vác những khối đất lớn. Anh hai có tài thuần hóa thú rừng, đã huấn luyện những chú trâu rừng hồ đất đến cho mình.
Em ba có đôi tay khéo léo, có thể đào được những khối đất ở những nơi rắn chắc nhất. Hả? À, chuyện gì thế kia? Bọn chúng định đắp núi làm đường lên trời sao? Đừng mơ chứ! Đại bàng đâu? Hãy quạt tung ngọn núi của chúng cho ta! Ba anh em của Trần Gian, hãy ra mà xem! Chúng tụi các người tan thành mây khói này! Đại bàng không cho chúng ta xây núi, chúng ta phải làm sao đây? Em đừng lo, giờ chúng ta sẽ làm nỏ bắn đại bàng. Em sẽ làm chiếc nỏ có thể bắn đi hàng nghìn mũi tên. Đại bàng sẽ sợ quá mà bay về trời thôi. Anh ơi, bắn đi, tiến lên những mũi tên. Hãy cho đại bàng biết sức mạnh của chúng ta đi. Chiếc nỏ của chúng ta đã đuổi được đại bàng bay về trời rồi các anh ơi. Hoàng hôn, hoàng hôn. Người hãy mau xuống trần gian trừng trị bọn người trần gian ấy cho ta. Thần xin tuân lệnh. Ta sẽ dẫm bẹp ngọn núi mà ba anh em ngươi vừa đắp lên. Lần này chúng ta có bắn nỏ cũng không làm gì được tướng voi rồi. Anh có kế này, các em hãy làm theo lời anh nha. Dạ. Sau khi nghe anh cả vạch kế hoạch, ba anh em chia thành ba hướng ra đi. Anh cả hút hết cả nước con sông lớn vào bụng. Tướng voi, hãy xem sức mạnh của ta đây. Tướng voi, ngươi chạy đâu cho thoát? Ta sẽ cho ngươi thấy người trần gian có thể làm được gì ngươi. Khi voi chạy vào rừng sâu trốn thì gặp anh hai, người có tài thuần hóa thú rừng. Voi ơi, chúng ta sẽ không giết voi đâu. Vì voi với chúng ta không thù không oán. Chỉ vì vua trời muốn chia lìa cha mẹ ta mà các người phải bị tai họa. Tướng voi nghe những lời nói chân tình ấy thì vô cùng cảm động, xin ở lại hạ giới cùng ba anh em. Trong khi đó, ở trên trời, hoàng tử Phonsanga lúc nào cũng thương nhớ vợ con. Đêm đêm, chàng ra bờ sông Ngân nhìn về hạ giới khóc than thảm thiết. Nước mắt và lời than của chàng kết thành mưa bão, sấm chớp kéo dài hàng tháng, làm cho các loài vật không đi kiếm ăn được. Các loài vật cử đàn chim bay lên trời tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra. Sao hoàng tử khóc than suốt ngày đêm như vậy? Ngài có biết ngài đang gây nên mưa bão, làm chúng tôi không thể đi kiếm ăn được không? Ôi, ta xin lỗi, nhưng ta nhớ thương vợ con ở hạ giới quá. Nghĩ đến họ là ta không thể ngừng khóc được. Hoàng tử đừng khóc nữa, chúng tôi sẽ giúp chàng đoàn tụ với vợ con. Đàn chim bèn kết thành tấm thảm lớn chở hoàng tử bay về hạ giới với vợ con. Ta về với ba mẹ con rồi đấy. Cha về rồi. Ôi em mừng quá, gia đình mình đoàn tụ rồi. Khi cha thấy các con khỏe mạnh khôn lớn thế này, cha vui lắm. Xin cảm ơn nàng đã nuôi dạy các con rất tốt khi ta không ở đây. Giờ chỉ cần cả nhà ta bên nhau, chúng ta sẽ vượt qua được mọi khó khăn để giữ gìn cuộc sống yên vui này mãi mãi. Cảm động vì tình yêu thương và đoàn kết của cả nhà hoàng tử Phonsanga, vua trời đã chấp nhận và chúc phúc cho họ. Từ đó, tuy trời đất không bao giờ gần lại nữa, nhưng những người yêu thương nhau đều được sống hạnh phúc bên nhau. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!